Xin kính chào quý vị và các bạn. Sang ngày hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời nhiều mây mù hơn hẳn so với ngày hôm qua. Bụi thô, bụi mịn vì thế mà khó thoát ra khỏi khí quyển, khiến cho tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng tại cả hai khu vực này. Đến gần trưa nay, khi mà quan sát bản đồ chất lượng không khí, quý vị cũng có thể thấy rõ đó là từ Hà Tĩnh trở ra đến khu vực Bắc Bộ là những nơi mà ô nhiễm nhất, hầu hết đều nằm trong vùng màu đỏ như thế này, tức là chất lượng không khí ở mức xấu. Thậm chí là tại Hà Nam hay là Phú Thọ nằm trong vùng màu tím, tức là ở mức rất xấu. Nồng độ bụi mịn thực tế đo được tại nhiều điểm thì cũng đều đã tăng vọt so với ngày hôm qua. Và nhiều người ra đường thì cảm thấy khó thở và cay mắt hơn. Điều này thì rất có hại cho sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là đối với người già, trẻ nhỏ và những người mà mắc bệnh về đường hô hấp. Tình trạng ô nhiễm không khí thì chưa thể cải thiện được trong ngày hôm nay bởi dự báo tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có sương mù mỏng. Tuy nhiên, cảm giác sẽ ấm hơn vào buổi sáng khi mà trời có nắng xuất hiện. Mức nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội cũng như là những nơi khác dao động quanh ngưỡng từ 18 đến 25 độ. Khác với phía Bắc, từ Quảng Bình đến Bình Thuận chiều nay vẫn sẽ có lúc có mưa nhỏ nên không khí sẽ trong lành hơn. Đồng Hới, Đà Nẵng mức nhiệt là từ 21 đến 24 độ, trời mưa lạnh. Còn tại Quy Nhơn, Nha Trang hay là Phan Thiết, mức nhiệt là 26 đến 30 độ, thời tiết mát mẻ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nay, thời tiết cũng sẽ có nắng đẹp thoáng đãng nhờ là có gió thổi đều đặn và nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những nơi khác thì sẽ không vượt quá ngưỡng là 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, quanh huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, có nắng và gió đông bắc tại đây ở mức là cấp 5. Còn đối với huyện đảo Trường Sa vẫn cảnh báo mưa dông, đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối bản tin là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay. Mạng lưới theo dõi chất lượng không khí PAM Air, lúc 10 giờ ngày hôm nay, không khí ở các tỉnh thành ở Bắc Bộ đều trong tình trạng ô nhiễm. Có những nơi chất lượng không khí ở mức xấu đến rất xấu như Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Dương. Khả năng trong chiều nay, chất lượng không khí của nhiều khu vực sẽ chưa được cải thiện. Để giảm tình trạng ô nhiễm không khí và giữ sức khỏe, quý vị hãy lựa chọn giao thông công cộng, tắt máy xe khi dừng đèn đỏ, hạn chế đốt vàng mã, đốt nhang, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, và đeo khẩu trang chống bụi mịn khi đi ra ngoài.